Hello mọi người, mình là Bớt Obi, đi đường tạo thật cho Vê Gaming ừ, Nói chung là thưởng thì thích cả thưởng mà Chứ đâu phải đi qua đến uh, trận đấu đâu Thích cả thưởng ừ, Trận đấy nếu mà thắng thì nó sẽ là chiến thuật Còn thua thì chắc lúc với bàn uh, căng thẳng quá là quên Thua rồi, quên đổi tướng ừ, Bi hiện tại là quân tướng mới khá kén đội hình nên là Khi nào em thấy hợp thì em biết Um, về phong độ của em và cả đội thì theo em thì lượt đi uh, Ai cũng có những uh, vết xước nhất định Nhưng mà nó cũng không quá lớn Bộ Em sẽ uh, cố gắng hoàn thiện Và lượt về sẽ đem lại nhiều thứ uh, mới hơn